Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập cảm giác bóng. Thì đấy, nên hãy làm quen với quả bóng. Tung sang hai bên như vậy. Sờ nắn quả bóng. Làm một vài trò vui vẻ nếu em muốn. Đó là phần bài tập đầu tiên sẽ là bóng qua đầu. Thì mỗi bên làm tầm 20 để cho có cái cảm giác của bóng nó tốt và có thể nó truyền nữa. Sau đó là cái qua hông, cái này là cái rất quan trọng. Phải làm mỗi bên tầm 50. Tại sao là sẽ thích sau. À, nâng cấp hơn thì có bóng ở dưới chân như này. Cái này thì anh không đánh giá cao lắm nhưng mà thấy nhiều người hay làm rồi qua háng, làm từng lên từng chân một rồi làm qua háng. Anh cũng không đánh giá cao này cái này lắm nhưng mà nếu các em muốn kỹ hơn trong cái đá bóng thì làm cũng được. Bắt đầu đến bài tập đá bóng, đây anh hay gọi là đá bóng tĩnh, đứng im đặt bóng. Thì sẽ hay có hai kiểu là bóng lên trên gối hay là bóng lên hông, một cái tầm 100 đến 200 tùy kiểu mình tập. Kiểu càng mạnh càng nhanh thì càng tốt. Hai bóng có hai bóng đập thì tốt, mà không thì một bóng cũng không sao. Đấy. Như đây là một bóng. Cố gắng cảm nhận năm cái đầu ngón tay để nó đừng có đập pẹt 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 pẹt. Nó nhẹ nhàng, nó có lực và mạnh hơn. Cố gắng đập nhiều vào. Và đấy. Có thể thay đổi tư thế đứng à, nhớ sử dụng cái tay còn lại, tay off hand. Sau đó là bài đá bóng cơ bản là đá bóng chữ V hoặc hay được gọi là crossover. Thì này nó có hai biến thể, một là đập ở trong trong đầu gối, hai là ngoài đầu gối. Thì cũng này đánh rất là nhanh, 100 200 cái không vấn đề gì cả. Tiếp theo là một cái bài 51, bây giờ là luôn luôn mở đầu bằng các combo thì bằng in in out, thì ấy, đập một nhịp rồi in vào, đập một nhịp in in vào. Những cái động tác này ấy, nó sẽ làm mình rất là chậm. Nhưng mà để mình làm nhanh được thì mình phải làm chậm. Cứ mình làm nó đúng đã, mình mới làm nhanh được. Đây cũng là một dạng in out nhưng mà ở trên xuống. Có thể dùng để qua háng, rất nhiều người thích qua háng. Thật ra qua háng nó giống như chữ V. Nó khác là em bước một chân lên. Thì anh nghĩ là cũng được, đấy là một cái anh thấy nhiều người dùng. Anh cá nhân anh chỉ dùng mỗi gần như dùng mỗi chữ V. Tiếp theo là behind ra cái đập sau lưng, cái này nó giống chữ V nhưng nó ở trên. Đấy, đây là một cái anh muốn chia sẻ. Khi mình tập ấy, mình có thể rơi bóng, đấy là điều hoàn toàn bình thường, không ai làm đúng hết cả. Nhưng mình có rơi thì mình mới có làm đúng được. Đây, cái này là cái mà anh bảo là cái vấn đề là quay bóng qua hông không ấy. Là để cốt để làm cái gọi là wrap around à, đấy, cái này đấy rất dữ dội khi mà phản công nhanh ấy, một thằng lao vào mình đập bóng ở bên là mình luồn đi lại như kiểu là lừa một con trâu con bò này, là lừa một con bò bò tót. Ok, sau khi mình làm động hồi thì mình làm tĩnh kết hợp là di chuyển thì đầu tiên là đập bóng đi hướng thôi. Mẹ các em phải tự chọn mốc, có thể ở nhà hay ở chỗ khác. Đây anh chỉ ví dụ ở nhà anh thì anh đi theo đường chéo để có nhiều không gian hơn. Rồi bắt đầu làm những cái trò mình đã làm tĩnh rồi thì mình sẽ làm động như kiểu in out đúng không? À, in out. Các em quan trọng nhất là để footwork, footwork rất quan trọng. Đấy, đấy, đập một nhịp, cái nhịp in out là nhịp nhịp dứ rồi mình đi bên còn lại. Nhịp tiếp theo chúng ta sẽ là giả vờ crossover. Lưu ý cố gắng cái tay ấy, giả vờ nó phải hơi extend đi ra xa rồi mới quay lại thì nó mới là đột đúng không? Nguyên lý đột rất đơn giản là mình chỉ đi phía bên trái hay mình đi phía bên phải, mình giả vờ đi phía bên phải hoặc mình đi phía bên trái, hoặc là mình giả vờ đi sang phía bên phải mình lại đi về phía nhưng mà mình lại đi về phía bên trái, thì cái idea nó là như thế thôi. Thế là các động tác chỉ là giả vờ đảo hướng đấy qua hàng bây giờ bách này. Nói chung là cái anh là cái này làm khó, mà cái này mà kết hợp được với tốc độ ấy và để phanh lại ấy, thì nó rất là tối ưu. Cái động tác phanh của nghe cái bánh khá là tối ưu so với cả các cái khác và lại bảo vệ được bóng quá háng. Chứ là mình đấy cứ chung quy là gì, mình tập tĩnh như nào thì mình tập động như thế. Sau khi tập động xong thì mình bắt đầu làm nhanh hơn và bắt đầu mình phát triển cái combo của riêng mình. Combo như nào? Đây là một combo. Anh phân tích đây, ví dụ như là đang làm là in out, phanh lùi, đảo qua háng rồi đi tiếp. Đây là một ví dụ combo.
Các combo khác anh có thể đọc ra đây, ví dụ như là một bóng triple trend lắc sang một bên đi thẳng không vấn đề gì cả, coi như là có tốc độ không vấn đề gì cả. Đấy là một cách combo một anh thấy khá hiệu quả. Tiếp theo thế nào, rồi giả vờ đi bên đấy chữ V kéo đi rồi lại đi hướng ngược lại đấy. Cái vấn đề combo là mình phải nhận ra thế nó kết hợp những trò nào và trò nào. Rồi đảo chữ V quay trở chữ V qua áng đi thẳng, cố gắng sáng tạo cái combo theo cái mà mình làm nhuần nhuyễn nhất nhanh nhất thì sẽ áp dụng được vào trong trận đấu. Và đấy như anh nói, tập luyện bóng là bắt buộc phải bóng nó phải văng ra chứ quả nào mà ngon lành rồi thì mình không phải tập. Đây, cố gắng sáng tạo và làm những cái hiệu quả. Cố gắng một combo nó chỉ khoảng tầm dưới 5 lần đập bóng thôi. Nếu mà combo nó dài quá thì nó lại không phù hợp lắm với cả trận đấu, bởi vì nó sẽ làm đội bị trùng xuống trong nhịp tấn công. Sau đó chúng ta có một cái mà mọi người hay tập đập bóng hay quên ấy, đó là tập pull up. Pull up là gì? Là mình khi mình đập bóng mình phải có lên động tác ném. Em phải để ý như clip nãy đoạn đầu anh cho xem, thì mình phải tập làm quen với việc là đấy, tay đập bóng một nhịp là giữ động tác ném. Anh nghĩ làm nó rất tốt cho cả cái động tác nhảy ném của em luôn, làm sao cho người mình thẳng. Và đấy khi mình nhìn lại mình thấy hóa ra là mình nhảy ném rất thấp, tự nhiên anh bảo là hóa ra mình nhảy ném không cao lắm, hoặc là mình nhảy ném không đẹp lắm, hoặc là tay không không vuông, tay như Lonzo Ball ấy. Đấy và tiếp tục ấy, những cái nào mình tập ở tĩnh rồi, lưu ý rất đơn giản thôi. Những cái nào mình tập ở tĩnh rồi mình đã bắt đầu áp dụng vào qua háng đẩy lên. Cái pull up này nó như kiểu là em có được quyền cầm một cái khẩu súng ấy, và em được quyền là em bắn mày lúc nào mày thì tao vào bắn đấy. Đấy thì chung quy để trả lời câu hỏi là hỏi được bóng nhanh hơn, anh chỉ biết giải thích cho em là em phải làm từ những cái rất là chậm làm đúng, sau em phải thử với tốc độ cao đã, rồi em sẽ áp dụng vào trong trận đấu.